Alo. Ừ, anh nghe nè. Ừ, anh có nói chuyện với ba rồi mà ba không có đồng ý kìa. Thiệt tình luôn á, anh không biết ba làm sao nữa. Thì càng già càng khó tính hay gì á. Anh nói hết trơn rồi. Thiệt á, anh hiểu, anh không biết gì luôn á. Ba anh bây giờ là càng lớn càng khó tính nè. Thiệt á, hồi xưa không biết làm sao mà thiệt á, đẻ ra chi bây giờ, kêu cho cưới cũng chịu cho cưới nữa. Thiệt anh ghét ba anh lắm luôn á thiệt. Mày nói cái gì? Nói lại, ngồi đây nói lại tao nghe. Con đâu nói gì đâu, con khen ba đẹp trai. À, ba dễ thương giống con. Thôi nha, bỏ cái tánh đó đi nha. Tối ngày nha, mày có hiếu quá, tao kêu mày đi kiếm việc làm rồi mày không chịu nghe tao. Mày đòi đi là điện thoại rồi hẹn người yêu lăng nhăng bồ bịch này nọ. Mày có hiếu quá. Chứ gì nữa, con nói thiệt với ba luôn á. Tự nhiên cái chuyện tình cảm của con á, ba ngăn cản con hoài à, con không hiểu ba làm sao luôn á. Tình cảm của mày để thà mày cưới con khác tao cưới, nhưng mà con của ông Năm già dịch đó tao không thèm cưới. Ba nghĩ sao vậy? Tự nhiên con thương con bắt Năm mà ba không cho con cưới với con bắt Năm là sao? Bắt 6, bắt 7, bắt 8 tao chịu, nhưng bắt Năm nó tao không chịu mày. Nó tóm lại tao không cho mày cưới. Bắt 6, bắt 7, bắt 8 mà con tao là con trai mà lấy con đi cưới người ta con bê đê hả? Mày cãi cự. Bây giờ nào mày nói mày lo cho tao đúng không? Con lo cho ba lắm luôn á, thiệt. Lo cho tao, bây giờ mày biểu hiện cái gì mày lo cho tao đi. Nè, tao đang bệnh mà, mày biết không nè. Con biết ba bệnh mà. Cho nên là sáng giờ con đâu có ở không đâu. Con có chạy đầu này đầu kia, con kiếm lá này lá nọ để con về con xong cho ba nè. Lá gì? Thì đó con kiếm là lá trà xanh rồi nha. Đó sao xong vô là bỏ thêm miếng dầu gió vô nữa. Thì đó xong giải nhiệt mà thôi ba ta. Phải không? Chứ còn gì nữa, ba thấy con chuẩn bị không? À, đúng đáo lắm luôn á. Còn với lại một cái này nữa nè. Con biết á là ba ho, mà ho phải ho thường, thiếu điều muốn ho lao luôn á. Thiệt, mà thường thường mấy người ho lao sắp đi rồi đó. Không phải, con xin lỗi ba. Con biết ba ho đúng không? Bây giờ con chạy, hồi nãy á, con thấy cái hiệu thuốc kia kìa hay lắm. Có không? Con có cái thuốc gì vậy? Kẹo ngậm. À, ba ngậm một cái á là xong cái ba hết luôn. Hết không? Hết ho liền luôn. Con nói thiệt, chắc tin. Không, chắc không? Con chắc ba 100% luôn á ba. À, ngậm xong hết ho luôn á con. Ngậm xong hết ho luôn, nhưng với một điều kiện nha. Mà khi ba ngậm á, ba ngậm là cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra nữa là ba không được nói chuyện nha. Ba mà nói chuyện ba mở miệng ra một cái là mất tác dụng liền. Không được nói chuyện hả? Dạ. Rồi ho có được không? Thì ba ho em này thôi, từ từ là hết liền luôn. Ho em luôn à? Dạ, bây giờ ba hả ông ra đi. Hả ông ra. Ừ. Ba táp gì hả? Hả à, dạ, quên. Trời trời con hiếp. Alo. À, anh nghe nè. À, thôi hẹn đầu trên đi. Không, đừng hẹn đầu dưới. Ở trên á. Ừ, dưới này thì ba anh biết. Không được, chỗ này ba anh biết rành lắm. Ở trên kia đi. Ở trên kia là không bao giờ biết trên á. Không có được, xuống đây làm sao mà được. Ba biết mà. Ê! Ba làm gì vậy ba? Mày đưa tới đưa lui hoài, tao tám không được chứ sao. Quên, ba hả hồng ra. Đây nè mày, tao hả hồng ra, mày chọt vô cái cho xong đi nha. Rồi hả hồng ra, 2, 3, vô hồng rồi xong. Rồi, không được nói chuyện. Không được động đậy gì hết. Từ từ tới cái này đó, bà xuống đây, bà xuống đây rồi đó, xuống đây, bà ngồi xuống đây nè đó, cái con chùm bà lại phải không đó. Rồi có khi mà con chùm bà lại là ba mới mở nắp ra nha. Ừ, nhớ luôn nha, có chuyện gì đi chăng nữa là ba cũng được tháo cái mền ra luôn á. Ừ, tháo cái mền ra là mất tác dụng liền luôn á cha ba. Sao giống ngồi đồng quá vậy? Thì ba ráng chịu khó đi. Rồi giờ ba mở nắp ra đi. Rồi chưa? Rồi đó nha. Rồi bây giờ con vô nhà con chuẩn bị chút xíu chuyện rồi, cái gì lát xong cái gì ba kêu con nha. Ừ, con vô nhà á. Anh Tân ơi, ngồi thù lù một đống vậy. Ừ. À em biết rồi, anh chơi cúc hà với em phải không? Mở mình ra, mở mình ra, mở mình ra. Ừ. Gì vậy? Ừ. Không được hả? Ừ. À,
anh đang bệnh cho nên anh ăn xong phải không? Ừ. Em biết rồi. Thôi anh ngồi đó đi, anh nghe em hỏi nha. Ừ. Anh Tân, rồi sao rồi cái chuyện của em với anh á, ba anh nó đồng ý chưa? Ừ. Hả? Ừ. Chưa hả? Trời ơi, công nhận ba anh nha, vừa già mà vừa khó tính nữa đó. Ủa? Em nói thiệt á nha, lớn rồi mình phải suy nghĩ cho con cái của mình chứ, phải cho nó lấy vợ đi, rồi sau này còn sinh con đẻ cái, có đẻ cháu cho ba nằm bồng nữa. Ừ. Trời ơi, sống nay chết mai mà khó quá vậy. Khó bộ nội đó mày. Ủa sao anh chửi em? Anh Tân, thường thường á là anh cũng đâu có binh ba anh đâu đúng không? Anh hay nói xấu ba anh quá trời luôn á. Nhiều khi anh nói ba anh á là một ông già mắt dết. Đúng không anh? Thôi mà mở ra đi. Anh, với lời này nè, em nói anh nghe nha. Anh hứa gì với em anh phải nhớ á. Nha, mai mốt hai mình mà cưới nhau về á, anh đuổi ba anh về quê sống nha. Cái nhà là nhà của mình á. Nha không anh? Trời ơi, hả? Anh chửi gì vậy? Trời ơi anh ơi, thôi mở mồm ra nói chuyện với anh đi. Cái gì vậy? Ai biết rồi, hôm nay anh binh ba anh đuổi em về phải không? Vậy mà anh từng hứa với em á hả, là anh thà bỏ ba chứ không bỏ em. Anh nhớ nha, bây giờ anh đuổi em nha. Em giận anh, em bỏ em về. Thằng Kiều, cút đi. Cút đi. Đừng có lý mặt hầu. Đừng có lý mặt hầu. Wow, mẹ đừng có lý mặt hầu. Mẹ mày, mày cho cháu con một mặt riệp luôn. Khám ơi, bà nội cha nó đi đâu rồi cả ngày cả đêm mà kiếm quà kiếm gia. Kêu qua nhà cha Năm, kêu qua nhà cha Năm chi trời. Trời ơi, đâu có ưa cha này đâu. Trời ơi, trời ơi, nhà cửa để trống quanh trống quách như cái chùa à, trời. Cái dòng mà nhà để trống quanh trống quách là chủ hay chết lắm á. Thiệt, nó không phải mình nói chui chứ. Vậy trống quanh trống quách này giống nghĩa địa thấy bà. Trời ơi. Trời ơi, nhà này vui á. Nhà này vui á, nuôi chó mà chùm mền. Giọng rất mà mày coi kìa. Rồi chó thành tinh nên nói chuyện được luôn nè. Mà nó cứ trời đất ơi, tao tưởng ai. Mày hả Tân? Bà nội cha mày rảnh quá. Mày rảnh quá. Trưa nắng đi đi trùm cái mền chi vậy cha? Ba mày đâu? Mất dạng. Tao đánh tụi đánh cha đánh chú mày, mày nói chuyện mày ừ hả mày? Ba mày đâu? Mày mở miệng là mày nói chuyện đi cái thứ. Bà mẹ mày. Mày nói gì hả? Bà mẹ mày. Gì? Nghe được cái gì cơ cha mày? Được không cơ cha mày? Mày bị bệnh hả? Bị bệnh hả? Nói không được thì gật đầu đi con. Bị bệnh hả? Ờ đó, phải vậy dễ thương không? Trời ơi, bị bệnh. Bệnh sao chùm mền vậy? Sốt giác hả? Ủa sao cái mền nóng sôi? À, mày đang xong hả? Chào nó giỡn ơi. Tao hỏi nó giỡn nó. Để tao đoán mò hoài. Ừ, tao cũng quẩn rồi nói chuyện với mày nè. Ba mày đi giờ hả? Ừ, bà nội cha mày dù. Chủ cha chủ chú mày mẹ ừ. Ê mày. Tao giỡn nó. Má ê mày. Mất dạy. Mất dạy hả mày? Hả mày? Mày không thấy đường mày muốn lấy gì tao nói tao lấy cho. Tao khoan cái nồi xong luôn mặt mà luôn quá. Ba mày á là y chang cái tính mày đó, cha già mất dịch đó. Đây để kéo ghế kể chuyện hồi xưa cho mày nghe mày. Có chuyện này cha già, ba mày không biết đâu tao giấu. Nghe đi. Ê mày. Ừ? Mày biết sao không? Hồi sao? Xưa á, tao với cha già mày á là cũng yêu một cô gái yêu chung á, hiểu không? Mà tao kèo trên, tao đẹp quá mà, hiểu không? Hả? Đẹp con cố mày. Hả? Mày nói gì vậy? Mày đẹp con cố của mày. Mày nói gì? Mày bị cái gì mà mày nói chuyện thấy gớm mà không nghe gì chứ. Nhìn. Cái gà mắt xương của mày. Xong á, trong đêm đó cô gái đó hẹn á là anh Chính với anh Năm, anh nào mà qua nhà em trước em sẽ lấy người đó làm chồng. Tao biết tính con cha già mày. Khoái ăn chè.
Mà tham chèm chả quất lần 15 ly mày. Ừ. Ủa, thứ gì đâu ăn gì đâu ăn giống như bị bỏ đói vậy mày. Chiều đó tao dắt đi ăn chè, tao bỏ thuốc sổ mày. Sổ ở tao thiệt mày không tin đâu mà chuyện này có thiệt. Đó, tao bỏ thuốc sổ, tao bỏ thuốc sổ xong cái chả quất 15 ly. Trời ơi, tối đó về tao nói trời ơi, bắn pháo bom cả đêm. Rồi giống như Happy New Year á mày. Chưa Tết mà chả chúc mừng năm mới hoài nữa mày. Hả? Có gì đâu bất ngờ, chuyện này lâu rồi, thấy không? Nói tôi kể cho nghe xong chưa đâu, nhiều chuyện thú vị là thí dụ lắm. Thí dụ cho chuyện này, hồi đó chả là chả đâu có cao, hiểu không? Chả đâu có cao, chả lùn lắm. Chả đi Đà Lạt với tao đi cỡ ngựa đó, là chả phải có cái ghế chả mới leo lên được, hiểu không? Nó tới giờ cởi con ngựa mà không có cái ghế, tao giấu cái ghế rồi. Bà nội cha leo lên con ngựa đá phạt. Rồi xong cú quát luôn, vớt xuống hồ xuân hương luôn á mày. Tội cứu hộ là cứu vớt lên mới được đó chứ. Còn nhiều chuyện là cha già mày, cha già mày trả dạng như là yếu cơ. Cha già mày dạng đối với tao trả như yếu cơ. Ở giới giang hồ nó gọi là dưới dêm á. Dưới dêm á. Xong chả bị tao chơi mấy cú vui lắm. Thế mày hồi nãy giờ tao ngồi tao nói mình với mắt bố mày nói chuyện tao vui mày. Hả? Mày mất dạy. Hoài ba mày không dạy mày, tao dạy mày. Tao còn dạy ba mày được không hồi gì mày. Chứ sao? Cỡ ba mày mà chùm mình thì tao cũng quên. Thiệt á. Chết rồi. Ê thằng bố. Ủa ba. Ủa sao ba qua đây sớm vậy? Mày kêu tao qua năn nỉ cha năm cho mày lấy thằng con trả tao qua tao nói chuyện. Ê mày, dạ, thằng bộ mày nó bị gì mà nó chùm mình sốt vén hả? Ba ơi, không phải bộ. Hả? Nó nói chuyện nó mất dạy mày. Bộ hả? Bộ. Nói chuyện nghe, nó ghê mày tao nha. Không phải, này không phải bộ con. Chị bộ mày đâu? Anh Tân ở ngoài kia. Gì vậy? Đã kêu hẹn trên kia rồi chạy về đây chi? Trời ơi, chết rồi kìa. Ê, mày đây hả? Dạ. Bà nội cha mày vô nhà người ta giả mạo hả mày? Dạ. Ủa anh Nam, trời ơi, ngồi đây nãy giờ không nói chuyện, làm này nói chuyện mình, mắt bố tôi nói chuyện mình hoài. Thôi tôi bận việc tôi về nha. Đứng lại mày, biểu mày già dịch khó đâm. Bác ơi bình tĩnh đi bác. Ba ơi, đôi khi mình phải đối diện với lại thực tế đó ba. Có những sai lầm con phải sửa chữa được. Thấy chăng luôn rồi chứ sao cái gì mày. Tránh ra thì con, để đạn nó giăng chúng con đó. Dạ. Yên tâm, ba vượt qua khó khăn lâu rồi. Ngồi nắm. Sit up đi. Chính ngồi chính. Ngồi chơi chính. Nhà tôi muốn ngồi đâu tôi ngồi. Để mời cho nó vui. Ngồi chơi. Bây giờ tôi vui lắm. Để kẻ nghe, trời ơi. Tao nói chuyện hột nhiều của chuyện đó. Anh không mấy để điện dưới đi anh. Áp lực quá. Nói chuyện mà áp lực quá, thôi điện dưới đi. Không cần phải không? Ở dưới đó, nên vậy. Phải lịch sự chút xíu. Để kẻ nghe ông. Anh Nam biết không? Sao? Ở nhà mới mua thêm hai xào ruộng. Hai xào ruộng mà hổm về không có ai làm. Có mình tôi à, nãy tôi mới bỏ hân á. Mà giờ đó không biết bò nó có vô nó ăn lú không. Thôi tôi về nha. Đứng lại. Yeah. Ba ơi, sit up đi. Đôi khi mình phải đối diện với sự thật đó ba. Lẹ lên. Được, ba quen rồi. Sao, ý anh xanh không? Sao? Bình tĩnh ba. Chết. Bây giờ ngồi xuống nè. Chết mẹ tao rồi. Không sao, có con. Ngồi xuống. Thế mày nói sớm là ổng đi. Mày im để tao quýnh chứ. Tao quýnh anh đầu trên cổ. Mày đợi đó. Thế nào cũng móc họng tao hả? Bác ơi, cho con nói một câu được không bác? Con nói đi. Dạ, thật ra chuyện là như vậy. Nói đi con. Chuyện kể rằng ngày xưa. Đi về. Đúng rồi. Câu vợ mà. Đấy. Hai cha con diễn hả? Mày kể rằng mình kêu tôi về liền đi, mày kể ngày xưa xưa bà nội mày hả? Trời ơi, tao kể đó nói là ba phải đi về đi chứ. Thôi tránh ra đây, tao thấy thoát không được vậy đó. Trời ơi, đúng rồi, thiệt tình đó. Thôi ngồi xuống đi. Tao biết rồi. Dù gì mình phải có phong cách. Ba cái gì bình tĩnh ba. Để nó còn có đó mà. Yên tâm. Mình thương lượng được mà ba. Dạ, anh Năm, ba anh Chính. Có chuyện có gì đâu anh hiểu không? Chuyện nó hiểu lầm mà. Sai lầm, sao? Sai lầm vẫn là tôi. Sai lầm hả? Đôi khi có những cái vấn đề nó sai lầm thì mình tìm cách để mình gỡ ra. Dạ. Đẹp mặt, đẹp mày cả đôi bên, anh hiểu không? Cái tôi muốn anh kể cho tôi nghe đó là những cái chuyện nãy giờ đó ha. Còn cái chuyện này tôi không muốn nghe. Dạ. Cái chuyện nãy đâu anh kể lại cho chứng tích mấy đứa nhỏ nó nghe đi. Chuyện nào anh? Ôi thật là mau quên, chuyện gì nhỉ? Cái chuyện vừa rồi đó. Chuyện gì ấy nhỉ?
con nhớ nè. Kể đi con. Chuyện kể rằng ngày xưa có một chàng thanh niên lẻ lên. Dạ chàng thanh niên. Tao khoan chiếc cuốc bây giờ. Thôi hết thuốc rồi con. Để ba đối diện sự thật đi. Mình phải đối diện với sự thật ba. Thôi tôi xin lỗi anh. Hồi nãy là tôi kể mấy chuyện hồi xưa tôi với anh mà cũng có gì đâu, hiểu không? Bây giờ tôi nói anh kể lại cho nghe. Kể không? Dạ kể. Anh kể không? Rồi tôi kể. Kể. Không nên dùng đến hiện vật đâu anh, để xuống. Kể. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh ba. Mấy cái chuyện quá khứ gì vẫn nhạt nhòa thôi. Chuyện gì? Dĩ vãng nhạt nhòa gì? Chuyện gì? Nói. Tôi nói là hồi xưa tôi với anh có quen một cô gái. Rồi lúc đi ăn chè đó, không biết tay yếu làm sao, vô tình đánh rơi một ít. Một ít nha anh nên nhớ, một ít thuốc sổ vào ly chè của anh. Mà ngạc nhiên làm sao là vô tình mà tới 15 ly đều vô tình như nhau. Ngạc nhiên làm sao anh nhỉ? Ngạc nhiên lắm. Dạ. Bỏ thuốc sổ vô làm gì? Dạ thì tôi cũng không biết là lại đánh rơi. Rồi không biết đêm hôm ấy là chuyện gì sẽ xảy ra anh nhỉ? Đêm hôm ấy à? Dạ. Đêm hôm ấy tôi về tôi bắn pháo hoa luôn. Oh happy new year sớm thế. Trời ơi con cười. Vừa lòng chưa hả? Dạ. Vừa lòng chưa? Dạ. Hả? Bây giờ còn muốn qua đây làm cái gì? Muốn cưới hỏi hả? Dạ tại hai đứa nhỏ nó yêu nhau. Dạ đúng rồi đúng. Nó nói là thôi ba cưới ảnh cho con. Thì tôi thấy hai nó cũng lớn rồi. Dạ. Ở dưới quê nhà tôi cũng có đất có vườn rồi. Lấy về thì cho nó làm vườn. Không có cưới hỏi gì hết. Dẹp cái vụ cưới hỏi này đi. Dạ. Anh dắt con anh về gả cho người khác. Ba ha? Ơi. Ba ơi đừng làm vậy. Con đúng xin rồi đó ba. Tôi cũng yêu nhau thiệt sự. Mày nín. Nín. Nín ha. Chức chịu đựng con người có giới hạn nha. Nha. Ba. Vì mày tao ngồi thêm ba nốt nhạc nữa. Bây giờ tôi nói thiệt với anh, chuyện cũ bỏ qua đi. Bây giờ nó lớn giờ nó đòi cưới thì cưới mẹ cho rồi. Anh làm khó nhau hoài rồi con anh để hũ mắm hả? Không có cưới hỏi cái gì hết. Đi về đi. Ứa mày thấy tao ứa không? Ba. Ba hiểu rồi, vụ gì cũng phải có phong cách. Bây giờ tôi nói thiệt với anh nha, xin lỗi anh, tôi vì thương con. Anh nghĩ xin cưới thằng này cho nó. Sao? Anh nhìn đi, anh nhìn đi. Anh nhìn đi, cành vàng lá ngọc. Cái gì? Chân dài. Anh thấy không? À, thấy chưa? Cành vàng lá ngọc à. Chân nó dài lắm. Nó dài hơn tôi với anh chút xíu thôi. Nghĩ sao? Khoe à? Nghĩ sao nó đẹp vậy nè. Nó đẹp vậy mà tôi cưới cái thằng mà hô ngược cho nó. Hả? Anh hô ngược đó. Anh nói nó hô à? Hả? Kệ, dòng giống thiên rồng nhà tôi là như thế đó. Nghĩ sao? Trời ơi, chân dài lấy mỏ dài. À. Không có cửa đâu ấy ơi. Nhưng mà tôi không gả. Không gả thì thôi. Đi ba, về. Đi về về mày. À, mày. Ba ơi, ba phải cưới hẳn cho con. Không có cưới vậy à? Con có bầu rồi. Đi. Trời ơi. Sao mày ngu vậy? Trời ơi, mà chưa được cái gì mà cho nó hốt rồi. Sao mày ngu vậy? Có bầu luôn hả? Có rồi. Hồi nào ơi? Có rồi. Có luôn rồi. Con có bầu rồi. Trời ơi gì vậy? Không có bầu, không có bầu lộn. Trời ơi. Dạ, con có. Có bầu ơi. Hồi nào có, hồi nào. Mày khai cho tao có hồi nào. Nó có bầu. Ba ơi, hôm bữa ảnh hẹn con ra ngoài hầm cá tra đó ba. Trời ơi, mà có bầu mày lựa chỗ quá. Bây giờ thú quá, có bầu đem nợ mày hả? Không có chỗ đâu, không có người mới có bầu được. À, cá không có nhiều chuyện. Dạ, đúng rồi. Hiểu không? Nó có bầu, tao hỏi mày thiệt nha. Dạ. Trời ơi. Chắc nó có bầu không? Chắc chắn mà. Chắc không? Chắc. Nếu chắc thì trời ơi, bởi ham vui trong một ngày nào đó nên con gái của anh đã để cho thằng con trai tôi nó ấy luôn rồi. Ôi vui quá xa là vui, nhà gái kèo dưới, nhà trai mình kèo trên. À, bà nội cha hả? Vui vậy à? Chị này không đi vui à? Bây giờ sao? Một trục trặc nhỏ trong bộ hệ thống vàng mái thôi, không gì chứ. Đi về đi. Nín đi. Đi về đi ba. Về không được về, bây giờ á con chết á. Đúng rồi đó, mình phải có trách nhiệm với người ta bà. Ba, vì con đi mà. Bây giờ ta phải lại lục người ta này. Dạ. Giờ mày không cưới nó là bà con hàng xóm dị nghị là nhục cái mặt nè. Dạ, nhúng cái mặt xuống sình thiệt á ba. Mày sướng chỉ có một phút rồi tao cực một đời nè. Ba. Ngu như con bà. Ra đường thì ô về về nhà kêu tao.
để tao giải quyết. Tất cả mọi việc đều có hướng giải quyết của nó. Dạ. Dù gì mình phải có phong cách. Anh Năm, tôi thấy anh thuộc luôn đi, anh kéo làm chi cho mệt vậy anh. Xin lỗi, anh còn kéo được lên đây tại vì nó cứng thôi. Để ta. Anh Chính. Anh Chính giờ không mấy anh. Anh ơi, giờ nó lỡ có bầu, cứ gấp chiều nay 5 giờ cưới được anh. Cái gì? Bảo đi, cưới đi. Anh rảnh quá ha. Chứ giờ sao? Cưới à? Cưới. Anh dụ con anh ở với thằng con trai tôi có bầu, cái giờ anh suối nó rải cho anh cưới. Mày thấy chưa? Mày đưa hàng cho nó hốt, giờ nó kêu mày dụ nó. Tôi chỉ có bầu. Anh rảnh quá ha. Trời ơi, cưới khơi vậy. Bây giờ anh muốn cưới đúng không? Dạ. Muốn cưới phải có điều kiện tôi mới cưới. Dạ thì anh muốn điều kiện thì tôi cũng ráng tôi thu xếp để mà tôi cưới, chứ để cái bụng nó bự ra chà bá lửa là chết luôn. Được. Bây giờ anh muốn điều kiện tôi sẽ ra điều kiện cho anh. Dạ. Nếu vậy thì anh phải có voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao. Tôi đâu phải sơn tinh. Anh trả theo với tôi hả? Bây giờ không, anh có lẽ... không? Anh có chịu hay không? Cái đó ở trong truyền thuyết thôi. Không lẽ đây là mỹ nương sơn tinh? Đến đây với ta. Mấy đứa ơi, mày bước qua đây, mày bước qua đây. Thôi trời ơi, giờ đau. Mày bước qua đây. Mày rảnh quá. Mày đẹp mặt quá ha. Dính bầu mày vui lắm hả? Hả? Nhà để tao làm việc. Điên cuồng. Để tao làm việc. Dạ. Sao? Suy nghĩ kỹ đi. Dạ thôi thì bây giờ. Ừ, sao? Tôi thấy thời buổi hiện đại này giờ biểu tôi kiếm vô chính ngày sợ nó không có. Bây giờ anh ngồi xuống tôi nói. Dạ. Sợ vậy tôi dí cái chuyện đó là như hồi xưa thôi. Dạ. Bây giờ tôi nói chuyện hồi nay nè. Dạ. Voi á là tôi dí như xe ha. Dạ. Bây giờ muốn bắt rễ về đó là phải có siêu xe. Dạ. Siêu xe mới cho bắt rễ. Dạ thôi tôi cũng ráng, tôi mướn chiếc siêu xe để rước rễ về. Nhưng không phải một chiếc đâu. Dạ. Con tôi bao nhiêu tuổi nói con? Dạ năm nay con 25 tuổi. 25 chiếc. Hả sao anh? 25 chiếc siêu xe qua trước nhà tôi bắt nó về, chịu không? Siêu xe chứ đâu phải xích lô mà đông dữ vậy. Bây giờ anh có chịu hay không? Chịu không? Chịu. Má mày. Tao quế anh này quá mày. Thôi bà ráng đi mà bà. Thằng này mà ở quán nhậu tao cho nó 10 chai là nó nằm nó tao quất nó luôn á. Quế. Chuyện kể rằng. Kể bà nội mày hả? Vì mày đó nha mày. Chó đẻ. Dạ. Sao? Anh Chính. À. Tôi cũng ráng bán đất, tôi mướn 25 chiếc siêu xe. 25 chiếc? Dạ. Cũng có mấy đứa bạn nó chạy siêu xe. Ừ. Dạ. Rồi. Ừ. Anh không mấy mình đổi xe cho nhỏ nhỏ anh. Không. Anh lợi ích như vậy. Bây giờ 25 chiếc có chịu hay không? Dạ chịu. Ừ. Vậy là xong anh ha. Rồi vô cái đường chưa đâu. Vô cái đường nhà tôi anh biết chưa? Dạ đường mình đường quê thì sợ siêu xe nó chạy vô nó dính sình. Đó. Dạ. Thì nên nhớ không có một chiếc nào được dính sình cho tôi nha. Hả? Má dạ. Tao quế tập 2 nữa mày. Đường sình mà chạy không dính sình, xích dính ông nội nó chậm hả? Thôi mà ba. Đâu? Đừng nọ, tao làm việc đứng rất. Chuyện kể rằng. Kể bà nội mày hả? Mày có câu mày kể hoài. Sao mày không kể cái chuyện hầm cá trai cho tao nghe? Dạ muốn kể lắm á. Không muốn kể lắm mà ba nghe không? Bỏ đi, tao không thích nghe mấy chuyện bí ẩn. Tại mày đó nha mày, chó đẻ. Chửi hoài à. Con trai thằng gái vậy? Ai biết đâu à. Ờ, tao bậy quá. Sao? Dạ anh. Anh đồng ý không? Dạ thôi thì tôi cũng ráng tôi đổ cái đường bê tông cho xe nó chạy vô. Rồi vậy đi dạ. Ha. Dạ. Rồi vậy là nói về. Dạ sẽ cho hai nó cưới anh ha. Chưa. Ngồi xuống. Chưa hết. Dạ. Còn gì nữa mà? Thức ăn. Dạ ăn thì anh muốn đãi vịt hay đãi heo hay đãi bò thì tôi đãi. Không. Vịt quay, gà quay, heo quay rồi đó. Bò dạ. Là mấy cái món xưa rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình bỏ bớt cái đó đi anh. Đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Chưa đang ngồi xuống. Dạ. Đãi mấy cái món đặc sản thôi. Dạ đúng rồi. Đặc sản vùng miền của mình. Dạ, cá linh chiên giòn nữa. Không. Cái này bình thường thôi. Dạ gì anh? Đĩa nướng. Má tao quế không có tập nào hết luôn á thiệt. Đĩa con nướng hả? Mày im đi. Đĩa mà nướng. Dạ chào ba. Chào nó bắt ông nội lên bếp nướng luôn đi. Được, được mà. Được. Chuyện kể. Kể bà nội mày hả? Mày kể hoài à. Dạ bây giờ con kể được tới 80 tuổi luôn á ba nghe không? Mày rảnh quá. Rảnh vào. Được không? Dạ anh. Sao?
Thôi thì anh muốn gì tôi làm ở đó. Rồi. Miễn sao anh cho hai nó cưới để khỏi nhục cái mặt với bà con hàng xóm. Dạ. Vậy xong anh hả? Chưa. Ngồi xuống. Còn menu, nữa. Menu con khứa này dài quá mày. Ráng đi, ráng đi, ráng đi. Còn đãi khách nữa chi anh? Dạ. Ừ. Con tôi nó 25 tuổi. Dạ. Rồi. 25 chiếc siêu xe. Giờ mình để 25 bàn đúng không anh? Một người 25 bàn. Trời. Không lẽ chữ thề chứ. Ê. Cái gì vậy? Trời ơi. Anh ghé bụi quá. Cái gì? Ghé bụi anh. À. Dạ. Sao? Ráng đi mà ba. 25 bàn một thằng 25 bàn. Mẹ cha đó. Kể. Ăn ông nổi đó hả? Kể đi. Kể đi. Chuyện này... kể rằng. Kể tao biết rồi mày có bao. Chuyện kể rằng. Trời tao biết rồi. Cỡ này thì ra bàn nhậu quốc 10 chai. Má. Ước không nói thành lời luôn. Thôi giờ tôi đã 25 bàn một người đó. Chịu chưa? Chịu. Bây giờ anh chấp nhận đúng không? Vậy được. Vậy được chưa bác? Nếu đáp ứng được điều kiện của tôi ra phải không? Tôi chọn ngày lành tháng tốt gả cho hai đứa đó. Yeah. Cưới nhà rồi. Ai 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 cha nó. Dạ. Dạ. Gả đi. Ba gả đó. Mày ngu một tập tao bị ngu hai ba tập vậy. Sao vậy ba? Có bầu chỉ là tưng tưng. Trời ơi ba nghĩ sao vậy? Con là ai? Mày là con tao không lẽ mày ông nội tao? Con là con ba. Nghĩ sao mà con ngu như vậy? Con làm gì có bầu? Không có đâu bác. Giỡn vui. Hồi hù hù cho cưới mà. Mày nói cái gì vậy? Con nói là con không có bầu. Ô vui quá xá là vui. Nhà trai thúi quắc bên gái bắt đầu vui. Mày nói thiệt trời con ơi. Đâu có bầu gì đâu ba. Con không bao giờ có bầu luôn á. Chứ không phải là giỡn, giỡn vui. Mình giỡn vui để cho mà ba với lại mấy bác Năm là không có gây lộn nữa. Cho con tụi con cưới nhau mà chứ đâu có bầu gì đâu. Dạ đúng rồi ba. Vậy thì sao đây? Ấy ơi, ấy. Dạ. Ấy cam lè. Dạ. Ngồi đi cưng. Ngồi đi. Bây giờ ba phải cưới cho cưới con cho. À. Ngồi đi. Em đi vệ sinh chút anh. Bỏ đi. Nín liền. Dạ. Khóa dời lại lát xả sao? Rồi xuống kèm không nổi. Đói. À, dạ. Bây giờ là khỏi có cưới hỏi gì nha. Khỏi có cưới hỏi vì nha. Ủa cái gì vậy? Bây giờ không cưới thì thôi. Đi về. Ủa ba. Cái gì vậy? Ba. Ba nói là cưới là con gì mà không cho cưới đúng không? Bao nhiêu cưới con tự tử con chết cho bà coi luôn. Tân ơi. Tân. Tân à. Anh chết tao chết luôn á. Trời ơi Tân ơi hai đứa ơi. Đây. Tân. Bị đánh lại. Lại. Bà nội cha. Mày. Trời ơi. Chết luôn hả? Là mày đập đầu cũng hiếp hốp nữa mày. Đây. 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 Bà nội. Trời ơi quan tâm. Anh Năm. Từ từ phải cúm rồi mày lay dữ vậy mày. Anh Năm ơi. Năm. Ơ thôi đừng quỳ. Tôi xin cúi đầu chờ ân huệ. Xin anh hãy rộng lòng mà lấy thằng đó cho con. Lên đây. Đứng lên. Dạ. Mình chỉ quỳ trước cha trước mẹ. Dạ. Đừng bao giờ quỳ trước đại gia. Nha. Nha. Anh có đứa. Anh có. Cái này dạng MU mà đá với lại Thái Lan, hiểu không? Đâu phong cách coi. Bây giờ phong cách nó khác rồi. Đâu phong cách sao? Gớm quá. Ngồi xuống. Dạ. Bây giờ muốn cưới đúng không? Dạ. Thì có gì đâu. Chuyện nó cũng dễ rồi. Chuyện kể rằng sao con? Chuyện kể rằng hành hạ chả. Thôi bây giờ về. Cưới cho con. Chết ba rồi. Bây giờ thằng con nó nói không cưới là nó từ từ. Dạ. Hiểu không? Dạ. Mà tiếc hay là nhỏ nó không có bầu. Dạ. Tiếc vô cùng tiếc. Chắc đeo mấy cá tra quậy quá. Dạ. Chúng nó không làm gì được cả. Thôi nước trà gì đâu. Thôi bỏ đi. Không nên như vậy. Bây giờ vậy. Thực ra thì cuộc sống này có hoa có lại mới toại lòng nhau. Dạ. Anh đã ra rồi thì tôi cũng ra một cái menu luôn. À, vậy là điều kiện hồi nãy mình giữ nguyên hả anh ha? Cái ngày ấy qua rước dâu nhà mình đó. Dạ. Ấy cho mình xin một ít xe. Dạ, vậy là cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Con ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 25 đó. Lấy cho mình 52 chiếc. Dạ. Siêu xe. Ủa, nó 25 tuổi mà sao lấy 52 anh? 52 tuổi tôi. Trời. Đám cưới con gái mà khoái lấy tuổi tôi được không? Được thì cứ không được về. Dạ. Anh Năm, con thôi mà. Tôi chịu, tôi chịu. Trời ơi, thằng nhỏ làm nền tốt ghê. Trời ơi. Rồi. Nhưng mà nhớ, đường mình đường quê mà. Dạ.
Cái dù sình thôi tôi cho, dính thoải mái. Dạ, vậy là hả? Sình cho dính thoải mái hả? Khỏi cưới. Dạ, vậy là không có dính sình. Đúng. Cảm ơn anh. Ô, hiểu nhanh thật. Mấy đứa nhỏ càng học càng tiến bộ nhỉ. Còn cái dù ăn á. Dạ. Bỏ cái dù đĩa mà đĩa nướng đi. Cái làm sao mà ăn được? Vậy là không xài đĩa nướng luôn. Đĩa sống chấm mù tà. Trời. Ăn được không? Ăn được thì cưới, không được về. Bà. Tôi chịu. Trời ơi. Thôi thằng nhỏ làm nền tốt thật. Trời. Wow, đó, đĩa chấm bồ tại sao ăn? Cho mình trả ăn thôi, còn mình ăn vịt quay. Bây giờ vậy. Dạ. Cái vụ mà 25 bàn. Dạ. Một người ăn, đó là chuyện phi lý. Dạ. Bỏ đi. Bỏ luôn hả anh? Bỏ ý định thay đổi, y chang vậy mà làm. Nói như vậy có nghĩa là? Có nghĩa là vẫn một người 25 bàn. Một người 25 bàn. Một người 25 bàn thì để tôi suy nghĩ nha. Thì thôi dẹp luôn đi. Anh nghĩ sao vậy Năm? Dạ. Một người làm sao ăn nổi 25 bàn hả Năm? Được, hả? Được, được. Bây giờ tôi nói giỡn chơi với anh thôi. Bây giờ quá đáng là anh đừng có giỡn. Bây giờ muốn chơi không? Tôi chơi với cha con anh luôn nè. Sao? Ba. Ba mà cứ vậy hoài con chết thiệt cho ba coi á. Còn ba nữa, tự nhiên cái chuyện tình cảm với tụi con mà ba ngăn cản tụi con hoài vậy? Nhưng mà cái này là tại vì ba ra điều kiện người ta trước chứ bộ. Thôi bây giờ vậy, mình cũng đã lớn rồi. Ai cũng phong cách hết rồi. Yeah. Không đi chùa mà vẫn tu, thấy không? Tôi biết mà. Cho nên thôi giờ vậy, bắt tay cái. Hai đứa nhỏ đó đã yêu nhau thì đừng bao giờ ngăn cản. Tụi nó quá đẹp đôi mà ngăn cản cái gì. Còn những chuyện nãy giờ siêu xe. Rồi 25 bàn một người. Coi như là một trò đùa của thôi. Nhưng mà tôi thích làm thiệt. Được thì cưới, không được thì về. Trời, quan gia. Việt Nam thêm những chương trình có chuyện dạy.